Mới đây, luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023 đã bổ sung nội dung nơi sinh và hộ chiếu và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới đây. Theo đó, từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh, hộ chiếu bao gồm ảnh chân dung, họ, chữ đệ và tên, giới tính, nơi sinh, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh, cơ quan cấp, ngày tháng năm cấp, ngày tháng năm hết hạn, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân, chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại và thông tin khác do chính phủ quy định. Cũng theo luật được thông qua, giấy tờ xuất nhập cảnh đã cấp cho công dân trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong giấy tờ xuất nhập cảnh.